Hello uh, xin chào bạn nha Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh uh, hội làm sài bình vững thì bữa nay là ngày uh, 15 tháng 4 năm 2023 thì uh, chiều nay mình uh, tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn các bạn thì bữa nay là giá xài vàng tăng thì uh, cụ thể là giá xài Đài Loan thu mua tại vườn xài vàng vàng nhất là 15.000 vàng gì là 6.000 còn xài xanh thì vẫn vậy các bạn xanh uh, xanh nhất là 6 ngàn xanh nhì là 3 ngàn thì uh, hiện tại uh, giá xe cát uh, cũng thấp các bạn ơi thì chu thì cũng uh, từ 7 tới 9 ngàn thôi thì uh, chủ yếu mình cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tây dường nha mình xin nhắc lại là giá xài Đài Loan thu mua tây dường xe vàng vàng nhất là 15 ngàn vàng nhì là 6 ngàn Xài xanh xanh nhất là 6 ngàn và xanh nhì là 3 ngàn thì anh em nhà vườn ở khu vực đồng tháp á, thì có xài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình nha thì ưu tiên cho anh em nào mà trước đây đã mua buôn bán bên mình đó rồi với uh, hiện tại là xài uh, bạn nào có xài vàng các bạn xài vàng nói chung là hiện tại là mua rất là dễ đó thì anh em nhà vườn nào mà muốn bán bên mình thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là số em mình cũng được nha thì số điện thoại mình sẽ ghim trên góc trái màn hình thì nói chung là xài mình thanh toán hết rồi các bạn còn xài cốc nhưng mà dài chục ký à, không đáng kể nha xài cốc giờ thì cũng rẻ lắm các bạn ơi ở bên cao lãnh đồng tháp mua có ba bốn ngàn gì à nhưng mà nó tạm ngưng khoảng ba bốn ngày nữa nó mới ăn lại nữa đó thì lúc nào giá xài cốc ở cao lãnh đồng tháp nó cũng thấp hơn bên an giang nha thứ nhất là do trái nó trái nó nhỏ hơn các bạn với giữa cốc ở bên đồng tháp nó ít hơn bên an giang đó an giang chủ yếu bên ba xã cù lao mình thấy đóng xài cốc quanh năm luôn các bạn thì đó là giá xài hôm nay thì mình cũng lên thông báo ngắn gọn cho các bạn nắm thôi <laughs> Anh em nào muốn bán thì cứ alo số điện thoại của mình 079 590 5... 5099 hoặc là số của em mình. Thì còn những anh em nào mà muốn mua bao thì cứ alo trực tiếp mình nha các bạn. Thì thôi video mình xin phép kết thúc tại đây nha. Xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.